Nếu mình hỏi bạn kết quả của năm trừ 3 cộng 2 là bao nhiêu? Bạn nói kết quả nó là gì? Hãy dừng video này và thử nghĩ xem nhé. Xem nào, nếu bạn muốn giải bài này, bạn thực sự chỉ cần đọc nó từ trái sang phải hoặc tính nó từ trái sang phải. Bạn sẽ tính được 5 trừ 3 là bao nhiêu? Và 5 trừ 3 thì bằng 2. Và bạn có thể nói nó sẽ là 2 cộng 2. Dĩ nhiên ta biết là nó bằng 4. Bây giờ điều gì sẽ xảy ra nếu mình thêm vào một ít phép nhân hay phép chia? Nếu mình đến chỗ bạn và mình nói rằng kết quả của 5 cộng 3 nhân 2. Dừng video này lại và thử nghĩ xem nhé. Bạn sẽ rất muốn làm nó theo cách tương tự. Bạn sẽ rất muốn nói là mình sẽ đi từ trái sang phải, mình sẽ tính được 5 cộng 3 là 2. Và dĩ nhiên, nó sẽ bằng 8. Và sau đó, mình sẽ lấy 8 nhân 2. Và ta được 16. Nhưng nó trở thành như vậy, thì không phải là cách đúng để thực hiện bài này. Bởi vì một số lý do mà ta sẽ học trong những video sắp tới, ta không phải khi nào cũng đi từ trái sang phải, nhất là khi ta phải xử lý các dạng phép tính khác nhau. Và các tiêu chuẩn mà ta tiếp cận là phép nhân và phép chia sẽ được thực hiện trước phép cộng và phép trừ. Vậy cách mà bạn sẽ làm ở đây là bạn sẽ tính 3 nhân 2 trước. Vậy bạn sẽ nói là cái này thì giống như 5 cộng 6. 5 cộng 6 tức là bằng 11, không phải 16. Vậy cái này sẽ bằng 11. Vậy cái này xong rồi, hãy làm một ví dụ nữa nha. Giả sử có ai đó đến gần bạn và nói rằng cái này là 9 trừ 6 chia cho 3. Dừng lại video này và xem nếu bạn có tính được không nhé. Như mình đã nói, ta làm phép nhân và phép chia trước khi ta trừ. Vậy ta sẽ làm 6 chia cho 3 trước. Và 6 chia 3 được 2. Vậy cái này đơn giản là 9 trừ 2, tức là bằng 7. Và mình thực sự muốn nhấn mạnh điều này quan trọng khi bạn nắm được mấu chốt. Đó là phép nhân và phép chia nên được làm trước phép cộng và phép trừ. Nếu bạn không được cho những phép tính khác, bởi vì nếu bạn đi từ trái sang phải ở đây, bạn sẽ nói là 9 trừ 6 được 3 và sau đó bạn sẽ chia cho 3, tức là được 1, tức là một số hoàn toàn khác với 7. Hãy làm thêm một ví dụ nữa để thêm thú vị nhé. Giả sử có ai đó hỏi bạn kết quả của 2 nhân 3 trừ 1 là bao nhiêu? Dừng video lại và thử tính xem nhé. Với cái này thực hiện phép nhân trước thì cũng giống như đi từ trái sang phải trước, nên nếu ta làm 2 nhân 3 trước, 2 nhân 3 là 6. Vậy đó là 6. Và sau đó ta muốn tính 6 trừ 1 bằng 5. Bức tranh to lớn này, nếu bạn có nhiều thứ mà được cộng trừ nhân và chia với nhau và không có dấu ngoặc nào trong nó, bạn sẽ luôn ưu tiên phép nhân hay chia trước phép cộng và phép trừ.